Xót xa nỗi khổ và oan ức của Phùng Ngọc Huy. Mới đây, việc ca sĩ diễn viên Phùng Ngọc Huy trở về Việt Nam đoàn tụ cùng bé La Vi, con gái của anh với cố diễn viên Mai Phương, khiến nhiều người xúc động và bày tỏ sự vui mừng cho hai cha con. Diễn viên Ốc Thanh Vân, người bạn thân thiết của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương, chia sẻ nỗi xót xa với những điều mà Phùng Ngọc Huy hứng chịu, những nỗi oan ức của Huy mà Huy không giải thích. Bài chia sẻ này của Ốc Thanh Vân khiến khán giả xót xa trong hoàn cảnh Phùng Ngọc Huy suốt 8 năm qua. Năm 2010, Phùng Ngọc Huy và Mai Phương quen nhau. Năm 2013, Mai Phương mang thai La Vi. Thời điểm đó, Phùng Ngọc Huy chưa sẵn sàng làm cha. Trong thời gian yêu nhau và mang thai, Mai Phương và Phùng Ngọc Huy nhiều lần chia tay, sau đó tái hợp để cùng lo cho con gái. Khi La Vi 1 tuổi, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi. Mai Phương một mình nuôi con, còn Phùng Ngọc Huy sang Mỹ tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Năm 2018, Mai Phương mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời vào tháng 3 năm 2020, đúng vào thời điểm dịch Covid bùng phát. Khi Mai Phương ra đi, nhiều người đã trách móc Phùng Ngọc Huy, thậm chí chỉ trích anh với những lời lẽ nặng nề. Lúc đó Phùng Ngọc Huy đã hoàn toàn im lặng, không lên tiếng giải thích bất cứ điều gì. Mãi tới hôm nay, diễn viên Ốc Thanh Vân, một người bạn thân thiết với Phùng Ngọc Huy mới tiết lộ, 8 năm ở Mỹ là 8 năm nam diễn viên vô cùng khó khăn về kinh tế cũng như chịu nhiều ấm ức mà không biết nói cùng ai. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, Ốc Thanh Vân kể, có rất nhiều chuyện đã xảy ra với Phùng Ngọc Huy, có giai đoạn Huy lần lượt mất đi người thân trong gia đình, rất nhiều người luôn, kể cả Mai Phương nhưng không thể làm gì, không thể về được, cũng không được gặp con. Điều đó thật là khủng khiếp, Huy không về được và cũng không thể nói với ai, có nhiều thông tin sai lệch, bị hiểu lầm. Tôi thấy rất tội, nhưng tính Huy là vậy, không chịu giải thích. Ốc Thanh Vân chia sẻ. Cũng theo lời Ốc Thanh Vân thì Phùng Ngọc Huy luôn ấp ủ dự định bảo lãnh con gái sang Mỹ. Trong khoảng thời gian đó, để trang trải cuộc sống, nam ca sĩ vừa đi hát vừa bán hàng online, mỗi ngày chỉ ngủ 5-6 tiếng đồng hồ, đều đặn gửi tiền từ Mỹ về Việt Nam để hai bảo mẫu nuôi nấng chăm sóc con gái La Vi. Có thể thấy dù chịu nhiều điều tiếng không hay, anh chàng vẫn không lên tiếng. Và ngày hôm nay, khi cha con trùng phùng là quả ngọt xứng đáng cho Phùng Ngọc Huy sau nhiều năm nỗ lực nơi